Quay trở lại với một trong những series được đa số anh em trông ngóng nhất, các giáo án dị và cực hot hôm nay sẽ mang đến một làn gió mới với con bài Kai'Sa. Hình ảnh Kai'Sa giao điện đã dần quá quen thuộc và xuất hiện vô cùng nhiều trong suốt các phiên bản gần đây. Vậy nên, đã không ít người chơi cảm thấy nhàm chán và muốn trở lại Kai'Sa sát thương vật lý thuần. Từ đó, Kai'Sa chủy phản kích được ra đời như một giáo án vừa độc lạ lại vừa vô cùng hiệu quả và đang được sử dụng rất nhiều ở máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Vậy lối chơi này có gì thú vị? Hãy cùng Cà Phê Liên Minh giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Nhưng khoan đừng vội, hãy thực hiện đủ các thủ tục, đó là để lại cho video này một like cũng như một subscribe để theo dõi kênh nhé. Và sau khi đã đầy đủ các bước rồi thì hãy ổn định chỗ ngồi và bắt đầu vào video thôi nào. Ở khoảng thời gian gần đây, lối chơi Kai'Sa giao điện với lối build full sát thương phép thuật đã dần trở nên phổ biến và nó cũng dần làm lãng quên đi lối chơi sát thương vật lý thuần trước kia của cô nàng này. Tuy nhiên, thực thế đã thay đổi sau khi cô nàng được một người chơi tại máy chủ siêu cấp Trung Quốc dành sự quan tâm và tìm hiểu để sáng tạo ra lối chơi vô cùng độc lạ với Kai'Sa truy phản kích, và cô đã không làm mọi người phải thất vọng bởi sức mạnh của mình. Lối chơi này dần thu hút nhiều người yêu thích cô nàng này và gần như đã trở thành meta khuấy đảo Trung Quốc trong suốt những ngày qua. Thời điểm hiện tại, khi giao điện static đã bị nớp tương đối nhiều, khiến cho sức mạnh của lối chơi Kai'Sa full AP cũng không còn được ưa chuộng quá nhiều, mặc dù sức mạnh vẫn ở mức có thể chấp nhận được thì lối chơi mới này hứa hẹn sẽ cực kỳ thú vị. Điểm mạnh của Kai'Sa với lối build này chính là ở khả năng nâng cấp chiêu quy trong thời gian kỷ lục, chỉ trong vỏn vẹn 8 phút là anh em đã có thể nâng cấp được chiêu quy rồi đấy. Chính điều này cũng sẽ giúp cho ngưỡng sức mạnh của Kai'Sa đạt được nhanh hơn, bởi quy vừa có sát thương đơn mục tiêu rất mạnh và lại có sát thương diện rộng tốt không kém. Bên cạnh đó, việc kích hoạt dây thép gai cũng giúp Kai'Sa clear wave khi đi đường vô cùng nhanh. Từ đó, tạo ra lợi thế đi đường bằng việc có nhiều thời gian để áp lực đối phương hoặc đi ram ra hai cánh để hỗ trợ đồng đội. Về phần điểm trừ, chắc chắn là giá tiền, bởi món trang bị chùy phản kích có giá đắt hơn so với giao điện static là 300 vàng. Không những thế, khi quay trở về sát thương vật lý thuần thì anh em phải mất thêm một lượng tiền kha khá để sắm sửa sớm cho mình một cái dao hung tàn. Điều này sẽ khiến thời gian lên được món trang bị lớn đầu tiên trở nên lâu hơn. Ngoài ra, với lối build trang bị này cùng với bảng ngọc thì lượng tốc độ đánh cộng thêm của anh em cũng sẽ tương đối hạn chế. Vậy nên sát thương không chủ yếu từ các đòn đánh tay mà nó phụ thuộc rất nhiều từ việc spam kỹ năng quy. Khác hoàn toàn với Kai'Sa xạ thủ lúc trước hay Kai'Sa AP ở hiện tại, người chơi này lựa chọn cho Kai'Sa bảng ngọc chinh phục là ngọc siêu cấp chính để tối ưu lượng sát thương gây ra từ kỹ năng quy và từ đó có thêm khá lượng hồi phục nhằm trụ lâu hơn trong giao tranh để gây thêm lượng sát thương. Không chỉ vậy, bảng ngọc này sẽ giúp những đòn đánh tay của Kai'Sa trở nên uy lực hơn mỗi khi bắn vào bất kỳ mục tiêu nào. Ở bảng chuẩn xác, lựa chọn hiện diện trí tuệ, huyền thoại tốc độ đánh và nhát chém ân huệ. Bảng phụ thì hãy lựa chọn pháp thuật và lấy về giải băng năng lượng cùng với thăng tiến sức mạnh để vừa có thêm lượng năng lượng để spam kỹ năng và sát thương theo thời gian của trận đấu. Ngọc chỉ số, anh em có thể lựa chọn hai viên sức mạnh thích ứng, một viên giáp hoặc kháng phép tùy theo kèo đấu mà anh em phải đối đầu ở đường. Tuy nhiên, anh em nào muốn dễ last hit lính hơn thì có thể đổi thành một viên tốc độ đánh, một viên sức mạnh thích ứng và một viên giáp hoặc kháng phép đấy. Bảng ngọc như Cà Phê Liên Minh vừa nêu có một lợi ích chính là giúp cho Kai'Sa có thêm khả năng trade hit và dọn lính mạnh khi đi đường và có thêm nhiều lượng hồi phục sau những đợt trade hit. Lượng sát thương vị tướng này gây ra sẽ không hề thiếu hụt khi nhát chém ân huệ cho thêm sát thương lên tướng địch thấp máu, thăng tiến sức mạnh cho thêm điểm hồi chiêu và hiện diện trí tuệ cho lượng hồi năng lượng vô cùng khủng khiếp. Người chung đang ưa chuộng bảng ngọc này nhất vì nó kết hợp cực tốt với trang bị chùy phản kích. Như đã nói ở trên thì lối chơi này sẽ biến Kai'Sa trở thành một đấu sĩ phép thuật đúng nghĩa. Mỗi khi dùng bản năng sát thủ lao vào team địch, cô có đủ khả năng chống chịu để thoát ra khỏi vòng vây của các thành viên team địch. Đến lúc này có lẽ một số anh em sẽ thắc mắc lối build này sẽ dùng cho Kai'Sa đi đường giữa hay Kai'Sa đi đường dưới phải không? Vậy nên Cà Phê Liên Minh cũng sẽ nói ở đây để có thể giải đáp luôn cho anh em. Về việc này thì Kai'Sa chủy phản kích có thể đi tốt ở cả hai đường và lối build này hoàn toàn có thể áp dụng cho cả hai. Sức mạnh của cô nàng này vẫn được đảm bảo, thế nên anh em sử dụng đi đâu cũng đều được hết nhé. Nhưng trước khi đi sâu vào phần trang bị, chúng ta hãy cùng nói thêm về lý do tại sao mà các người chơi này lại chọn chùy phản kích thay cho móc diệt thủy quái như ở hồi trước kia. Điểm mấu chốt nằm ở thành phần để lên hai món trang bị này với chùy phản kích sẽ là dây thép gai, diều nhanh nhẹn và hỏa ngọc. Còn về móc diệt thủy quái sẽ là bó tên ánh sáng, áo choàng tím và cung gỗ. Để nâng cấp được chiêu quy, cô nàng Kai'Sa cần một lượng sức mạnh công kích cộng thêm là 100 và chỉ số này của chùy phản kích lại vô cùng nhiều khi chỉ cần sở hữu dây thép gai và 3 thanh kiếm dài là bạn đã có đến 60 sức mạnh công kích cùng với đó là 30 của dao hung tàn thì lúc này đã được 90. Đến khi tướng của bạn lên cấp 7 sẽ được cộng thêm 10 sức mạnh công kích thì bạn đã đủ lượng chỉ số sức mạnh công kích cần để nâng cấp quy rồi đấy. Còn đối với móc diệt thủy quái thì điều này sẽ xảy ra khi Kai'Sa sở hữu bó tên ánh sáng và 3 thanh kiếm dài cộng kèm. Nhưng điều đáng nói ở đây là ba thanh kiếm dài này làm chậm đi tiến độ lên trang bị lớn khá nhiều bởi các món trang bị thành phần khác của móc diệt không bao gồm kiếm dài trong đó. Sự khác biệt giữa hai lối build này chính là khi bạn lên ba thanh kiếm dài để đủ lượng chỉ số nâng cấp quy thì truy phản kích vẫn tối ưu được các món trang bị nhỏ này để tiếp tục nâng cấp nó lên, còn với móc diệt thì không thể làm được như vậy.
Bên cạnh đó, mặc dù nếu cái build của bạn đổi từ dây thép gai thành bó tên ánh sáng như trong video thì anh em vẫn có thể đạt tiến độ lên quy giống nhau, nhưng giá tiền sẽ tương đối chênh nhau. Nếu lên theo kiểu dây thép gai thì tổng lượng tiền sẽ là 3.250 vàng, còn nếu lên theo kiểu bó tên ánh sáng sẽ là 3.450 vàng, hơn nhau đến 200 vàng, con số không quá lớn nhưng nó sẽ khiến lượng tiền bị hao hụt đi khá nhiều. Vậy nên có thể thấy, các người chơi lâu năm đã tìm hiểu và tận dụng lượng chỉ số từ món trang bị truy phản kích vô cùng tốt để đa dạng hóa lối chơi của con nàng Kai'Sa nhằm giúp cô đạt được ngưỡng sức mạnh sớm hơn. Tiếp theo là về phần trang bị. Kai'Sa sát thương vật lý thuần, khi khởi đầu, anh em có thể lựa chọn giữa kiếm Doran hoặc kiếm dài. Với những kèo all-in và đánh mạnh từ đầu game để lấy lợi thế thì anh em hãy chọn kiếm Doran. Còn kèo bình thường và tập trung chủ yếu vào việc farm thì anh em hãy lên kiếm dài nhé. Lần đầu biến về, anh em cố gắng hoàn thành giao hung tàn từ sớm để có thêm lượng sát thương, đồng thời anh em cũng có thể mua thêm thuốc tái sử dụng để trụ đường tốt hơn. Sau đó, anh em hãy tận dụng điều này để liên tục đẩy lính, gây áp lực cho đối thủ và trực chờ những thời điểm thích hợp để ra các pha giao tranh lấy về điểm hạ gục. Ở lần về tiếp theo, hãy lên cho mình trang bị nhỏ trong thành phần của truy phản kích, đó là dây thép gai, bởi nội tại kích hoạt sẽ giúp anh em rất nhiều trong việc đẩy lính và ở thời điểm này, thanh nâng cấp của Quy đã được hơn 2/3. Lúc này, khả năng clear lính đã trở nên nhanh hơn rất nhiều khi chỉ với 2 quy cộng kèm kích hoạt dây thép gai cùng vài phát bắn, anh em đã có thể hoàn thành xong một đợt lính có xe to. Sau đó, khi anh em trở về bãi đá cổ lần tiếp theo và sở hữu cho mình thêm 2 thanh kiếm dài, quy của Kai'Sa sẽ được tiến hóa. Điều đặc biệt là nó chỉ mới ở phút thứ 9 và anh em chưa hề lên được món trang bị lớn thì đã có thể nâng cấp quy được rồi đấy. Tận dụng điều này, hãy cố gắng tập trung vào việc farm và hoàn thành món trang bị chấn phái đầu tiên truy phản kích, rồi đến súng hải tặc khi đã có giao hung tàn từ sớm. Bộ trang bị hoàn chỉnh của Kai'Sa nếu lên theo dạng sát thương vật lý sẽ là truy phản kích, súng hải tặc, dây cuồng nộ, đao tím, nanh Nashor và đồng hồ cát. Chắc chắn rồi, với lượng sát thương cực lớn từ chiêu quy cơn mưa Ikatia thì đây cũng sẽ là chiêu thức khởi đầu ở cấp 1. Sau đó, chúng ta sẽ nâng cấp về kép tuyệt chi kích ở cấp 2 và E tích tụ năng lượng ở cấp 3. Những cấp độ sau thì chúng ta sẽ ưu tiên nâng tối đa cơn mưa Ikatia ở cấp độ 9, về kép ở cấp 13 và E sau cùng. Chiêu cuối bản năng sát thủ lấy đúng cấp độ 6, 11 và 16. Cách nâng kỹ năng như thế này phần nào giúp Kai'Sa vừa có sát thương để trade hit, vừa có thể dồn sát thương cực tốt mỗi khi đi bắt lẻ. Cơn mưa Ikatia được nâng cấp sớm sẽ giúp Kai'Sa đẩy lane tốt hơn trong giai đoạn đi đường. Đặc biệt là kỹ năng này tốn khá ít năng lượng và có thể spam liên tục. Về phần lối chơi, như tụi mình đã nói ở trên thì hãy cố gắng trụ lane để farm ở giai đoạn đầu, cũng như trao đổi chiêu thức để tạo áp lực và lợi thế, nhanh chóng sở hữu các món trang bị cần thiết và chiêu cuối thì khi đạt được ngưỡng sức mạnh cần thiết, Kai'Sa sẽ hoàn toàn trên cơ so với đối thủ bên kia. Sau khi sở hữu xong dao hung tàn và dây thép gai thì khả năng clear lính từ bộ kỹ năng của cô nàng này đã được thăng cấp thêm một bậc nữa. Cùng với lượng sức mạnh công kích cộng thêm thì cô sẵn sàng lao lên để bắn thẳng vào mặt đối phương và không hề e ngại bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đừng đi quá giới hạn nhé, bởi chất tướng Kai'Sa rất cần trang bị để có thể tối ưu hóa lượng sát thương. Việc quá đà vào những pha giao tranh không đáng có và nằm xuống sẽ khiến khả năng thăng tiến sức mạnh của anh em bị hạn chế đi rất nhiều. Chẳng hạn như trong video, anh em có thể thấy, sau khi đã biến về, sở hữu lửa trang bị và quay lại lên thì nhận thấy rằng Vega đang trong ngưỡng máu tử. Anh liền chớp lấy thời cơ, kích hoạt E để tăng tốc lao lên, bắn về kép để cấu rỉa trước và dùng cả chiêu cuối lẫn dây thép gai kèm theo quy vào người Vega để kết liễu nhanh chóng vị tướng này. Với sát thương cực kỳ khủng khiếp và lượng giáp tạo ra từ chiêu cuối, Kai'Sa chấp cả trụ tiêm địch và lấy mạng của Vega chỉ trong vỏn vẹn chưa tới 2 giây để rồi dễ dàng chạy ra khỏi tầm bắn của trụ trước sự bất lực của kẻ địch. Sau pha đó, Kai'Sa đã trở nên rất mạnh khi sở hữu lượng tiền từ mạng hạ gục và giáp trụ. Cô đã sắm hẳn hoi cho mình truy phản kích. Không còn gì tuyệt vời khi vừa vác ra một món trang bị lớn thì một giao tranh lớn nổ ra ở hang rồng. Cô nhận thấy được thời cơ của mình khi tiêm địch sau khi ăn rồng xong đã ở trong tình trạng thấp máu. Cô liền dùng tất cả những gì mình có để lao lên và lấy về được 2 điểm hạ gục cùng một điểm hỗ trợ. Sức mạnh của cô nàng này được chứng minh bằng việc cô cần 2 ở đường giữa khi ở phút thứ 14, Rell team địch thấy cô đang mải mê phá trụ của team mình đã chạy ra để hỗ trợ Vega. Với lượng hồi phục và sát thương trả lại cực kỳ lớn, cô đã kéo theo được Vega trong sự bất lực của Rell. Cũng chính nhờ mạng hạ gục đó mà cô đã đủ tiền để lên món trang bị lớn thứ 2, đó là súng hải tặc. Lúc này, không ai có thể tính toán được lượng sát thương của Kai'Sa là lớn đến như thế nào đâu. Thời điểm sở hữu được trang bị chấn phái đã đến rồi. Anh em đang là người có thể gây sát thương cực lớn chỉ với một combo hoặc lao vào khuấy đảo và tạo khoảng trống cho team. Do đó, hãy cùng những người đồng đội đánh mạnh sang phần rừng của đối phương để chiếm lợi thế lấy về các mục tiêu lớn như sứ giả và rồng để snowball ván đấu tốt hơn. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ đối thủ nào có thể chịu nổi một combo khi Kai'Sa dùng quy chính xác, nhưng phải di chuyển cẩn thận bởi khi không có tốc biến và chiêu cuối thì Kai'Sa rất dễ phải nằm xuống. Như cả phê liên minh đã nói, giai đoạn giữa và cuối trận là lúc Kai'Sa có thể linh hoạt chuyển đổi vị trí từ một người gây sát thương chính cho đến một vị tướng mở giao tranh của team. Tuy nhiên, với lượng sát thương và độ cơ động từ bộ kỹ năng lẫn trang bị thì Kai'Sa hoàn toàn có thể thoát khỏi các vị tướng lao vào. Trong các giao tranh lớn thì hãy chọn thời điểm thích hợp và tận dụng lỗi vị trí của các chủ lực team địch. Chắc chắn mục tiêu của anh em sẽ là AD hoặc mid của đối phương.
Theo ý kiến của Cà phê Liên Minh thì việc lao vào trực diện sẽ đem đến nhiều rủi ro. Anh em nên chơi tạt cánh đánh đầu để dễ dàng tìm ra góc đẹp nhất để tung chiêu cuối trúng vào nhiều thành viên của đối phương, từ đó ra vào giao tranh để tiếp tục gây sát thương tốt hơn, biến thế trận từ thua thành thắng. Đặc biệt, truy phản kích khi kích hoạt giúp giảm đi rất nhiều lượng tốc độ di chuyển của đối phương. Chính vì vậy, đây sẽ là công cụ tốt để anh em thả diều các kẻ địch có ý định áp sát mình đấy. Ngoài ra, anh em cũng có thể xem thêm về sức mạnh của lối chơi này hoặc nghe thêm về những phân tích chuyên sâu cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn qua nền tảng GG Live, nơi tụ họp của các streamer hàng đầu có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản đấy. Thêm vào đó, anh em còn có thể giao lưu, cọ sát và tìm kiếm bạn chơi cùng, cũng như có được những giờ phút giải trí tuyệt vời sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Còn chần chờ gì mà không ghé ngay GG Live để trải nghiệm thử xem nào. Về việc đi trade hit thì những bộ combo của Kai'Sa tương đối đơn giản nhưng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giữ vị trí của anh em đấy. Bởi nếu muốn tung quy thì phải cần một khoảng cách khá gần, hay về kép hụt thì thời gian hồi chiêu của nó vô cùng dài. Chẳng hạn như combo đầu tiên mà Cà phê Liên Minh đã nói ở trên, hoặc có thể là E, V, kép, R, kích hoạt truy phản kích, Q, đánh thường. Hoặc ở những cấp độ đầu tiên thì anh em có thể sử dụng E, Q, V, kép, đánh thường. Điểm đặc biệt của cô nàng này chính là nội tại của các chiêu sau khi được nâng cấp. Vậy nên hãy tận dụng thật tốt tàng hình từ E để giữ khoảng cách, Q dồn sát thương và V kép để liên tục cấu rỉa từ xa. Còn trong các pha giao tranh tổng, anh em dùng combo V kép, R, Q, E. Bộ combo này giúp Kai'Sa có thể lao vào giữa team địch gây sát thương với những mục tiêu chủ yếu và sau đó thoát ra với E vô cùng nhanh chóng để đồng đội có thể kịp thời hỗ trợ. Nhìn chung thì combo của cô nàng này khá đơn giản phải không nào? Kể cả người chơi newbie đều có thể sử dụng mà không cần phải quá e ngại. Tuy nhiên, điều gì quan trọng phải nhắc lại đó chính là hãy tận dụng tốt các chiêu thức của cô nàng này để tạo ra các pha trade hit tốt và lượng sát thương cần thiết trong giao tranh nhé. Với một vị tướng có thể vừa đi đường giữa vừa đi đường dưới như Kai'Sa thì việc sử dụng kỹ năng như thế nào cho hợp lý cũng sẽ tùy thuộc vào tình huống trận đấu cũng như là khả năng nắm bắt thời cơ, bởi việc để lộ thông tin không có chiêu cuối thì anh em sẽ tự biến mình thành miếng mồi ngon. Anh em có thể cân nhắc nhé. Thậm chí, bộ kỹ năng của cô nàng kết hợp với một số chiêu cuối khác sẽ tạo nên một combo mạnh mẽ, càn quét team địch đấy. Vì Kai'Sa có thể dùng R mà không cần phải gây sát thương vào mục tiêu, bởi chỉ cần mục tiêu đó bị dính khống chế thì R của cô kích hoạt được rồi. Anh em cần phải có trải nghiệm mới tìm ra được cách sử dụng nữ hư không một cách hiệu quả nhất. Và cuối cùng là những vị tướng cần tránh khi anh em muốn chơi Kai'Sa truy phản kích. Đầu tiên là những vị tướng có khả năng dồn sát thương khủng khiếp cho bộ combo, có thể kể đến là các sát thủ như Talon, Z hoặc các pháp sư đường giữa như Syndra, Annie, bởi lượng tốc độ di chuyển hạn chế sẽ khiến cô nàng này rất khó để tháo chạy được. Ngoài ra, các vị tướng sở hữu nhiều chiêu thức khống chế cũng sẽ là một rào cản lớn đối với Kai'Sa, có thể kể đến như Rakan, Nautilus, Rell, Ahri. Lý do thì hẳn anh em cũng sẽ biết, những chiêu thức này khiến cô không thể lao vào một cách thoải mái được và Kai'Sa có thể bị sốc chết ngay tức khắc. Tuy nhiên, dù cho Kai'Sa xanh nhưng khi các lane khác lại quá thọt thì dàn chắn tuyến trước không đủ cứng cáp sẽ không có đủ thời gian để cho cô có thể gây sát thương và kết liễu mục tiêu. Đây sẽ là một vài điểm anh em cần lưu ý trước khi lựa chọn Kai'Sa nhé. Không phải cứ vào là pick liền ở đâu à nha. Ở Việt Nam, Kai'Sa truy phản kích vẫn chưa được quá phổ biến trong những phiên bản cập nhật gần đây. Quân bài này chỉ được sử dụng nhiều ở các máy chủ nước ngoài và đặc biệt là rất nổi ở máy chủ Trung Quốc. Vậy nên từ giáo án mà Cà phê Liên Minh mang đến này, anh em ở mức rank vàng, bạch kim có thể thử vị tướng này để cải thiện elo cũng như mở rộng bể tướng của mình. Hơn nữa sẽ là một giáo án leo rank mùa mới cực kỳ hiệu quả mà anh em có thể đưa vào danh sách đấy. Và đó là một giáo án mới cực kỳ thú vị mà Cà phê Liên Minh muốn mang lại để anh em đam mê ở con bài Kai'Sa này có thêm một lối build mới để lựa chọn mỗi khi vào rank. Anh em thấy thế nào thì hãy bình luận cho tụi mình được biết nhé. Ngoài ra, đừng quên tiếp tục ủng hộ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho đội tuyển mình yêu thích trong tháng này, bởi giai đoạn căng thẳng nhất của các giải đấu chuyên nghiệp trên thế giới đang diễn ra. Trước khi rời đi, đừng quên để lại cho tụi mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất của Cà phê Liên Minh mỗi khi ra video mới nhé. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.